Dạ, hello anh chị em mình nha. Em tên là An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay á, em có mặt tại xã Phú Nhuận anh chị, xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre. Hôm nay em gửi tới anh chị một miếng đất vườn phía sau lưng em nè anh chị ơi. Có diện tích là 1.750 m². Loại đất là đất trồng cây lâu năm nha anh chị. Nhưng mà quy hoạch đất ở á, là 100% luôn. Với giá bán em nghĩ là rất là hợp lý luôn anh chị ơi. Nếu mà anh chị mua hết á là giá 2.500.000 trên 1 m² nha. Đường nè anh chị, hai xe ô tô mình tránh nhau thoải mái luôn. Hướng này anh chị đi 300m á là tới được lộ Bờ Dừa, 500m là tới chợ, trường học, ủy ban xã Phú Nhuận anh chị. Quốc lộ 57C đường tỉnh 887 đâu á. Dạ, nếu mà anh chị mua lẻ ngang 8 dày 72 á anh chị là giá bán là 2.600.000 à. Mình có thể làm nhà vườn nghỉ dưỡng anh chị. Khu vực này em thấy dân nhiều lắm. Xung quanh dân rất là đông luôn. Không khí cũng mát lắm anh chị ơi. Vào trung tâm của thành phố á, là chỉ có 1.5 km à. Dạ rồi, để em quay chi tiết miếng đất này cho anh chị mình xem nha. Dạ anh chị ơi, siêu phẩm đất vườn ngày hôm nay em gửi tới anh chị là đây nè. Rất là đẹp luôn anh chị ơi. Trên đất ha, thì sạch sẽ, không có mộ luôn nha anh chị. Trên đất này đang trồng cỏ nè. Trồng cỏ, người ta trồng cỏ nuôi bò đó anh chị. Chỉ được khoảng mười mấy hai chục cây dừa. Dừa em thấy cũng đang có trái. Còn đường nè anh chị thêm nè. Đó. Hai xe ô tô, bốn chỗ mình tránh nhau thoải mái luôn anh chị ơi. Đường rất là rộng rãi luôn nha. Tối thì mình có đèn đường luôn nè anh chị. Dạ. Nước á, ở đây em xài nước máy. Hướng này mình đi ra lộ Bờ Dừa anh chị, đi 300m là tới được lộ Bờ Dừa nha. Đi 500m á là tới trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường mẫu giáo anh chị, ủy ban xã Phú Nhuận. Ngay đó là cũng là đường quốc lộ 57C, đường tỉnh 887 đi ngang qua luôn. Đối diện bên kia là chợ Phú Nhuận nha anh chị. Rất là tuyệt vời anh chị ơi. Còn ranh của mình á là từ sát hàng rào này nha. Đó, mình ngang qua tới bên kia là 24m. Mình dài xuống dưới á, là 72m anh chị. Ngang 24 dài 72. Đất rất là vuông luôn. Loại đất hiện tại đất trồng cây lâu năm nha anh chị. Nhưng mà quy hoạch đất ở á, là 100%. À, quy hoạch đất ở 100% luôn anh chị. Ngang qua tới đó anh chị ha. Chị xem nè, trên đất thì sạch sẽ, cao ráo. Mình về xuống dưới. Dạ, mời anh chị mình vào trong mình xem nha. Bây giờ chó sủa quá trời luôn anh chị. Em quay không được gì hết trơn. À, con đường này á, là vô nhà dân nha anh chị. Xung quanh nhà cũng nhiều lắm. Nhà dân cũng tương đối đông anh chị. La la mà anh quay xong cái anh đi ra. À, trên đất đang trồng dừa anh chị. Lúc trước ở đây có một căn nhà nha. Dạ. Nhưng mà không ở nữa anh chị. Nên mấy cái này nè anh chị thấy nè. Nhà anh chị, bên đó thì toilet đó. Trên đất anh chị xem nè, trồng mấy cái chuối ha. Đây trồng mì thì khoảng được 20 cây dừa. Dừa cũng cho trái. Ranh của mình á đất rất là vuông anh chị ơi. Ngang 24 dài 72. Đó, chạy dài xuống tới đây ha. Là 72m. Phần nửa mương anh chị. Đất vườn khi coi đất vườn anh chị để ý á, cái ranh thường thường là nửa mương không? Nửa mương là ranh, nửa mương là ranh. Quy hoạch đất ở thì 100% luôn nha anh chị. Thuộc xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre. À, hậu cũng ngang qua tên đây. Đất rất là đẹp anh chị. Phía xa đất nè. Đó, à, đây bên hàng xóm trồng dừa xiêm không nè anh chị ơi. Xiêm để uống nước á.
xung quanh đất không có mộ luôn nha. Đó, bên đây thì nhà của chú, chú mà có hàng rào đẹp á, trồng kiểng nhiều lắm anh chị. Năm trăm mét là tới chợ trường học ủy ban, 1,5 cây số là vào được ngay trung tâm của thành phố Bến Tre luôn. Nên anh chị mình có ý định mình làm nhà vườn đó, mình về đây mình ở, rồi mình đi làm vào trung tâm mình đi làm anh chị, cũng rất là gần luôn nha. 1,5-2 cây là mình đi chừng vài phút, mình đi xe máy là mình tới á. Kế bên hàng xóm nè, còn từ bến xe miền Tây mà anh chị về đây á là tầm 80-90 cây anh chị ơi. Đường xe ô tô bon bon luôn anh chị ha. Đất thì cao ráo sạch sẽ đó, căn nhà hồi nãy em nói anh chị, nhà đẹp anh chị ơi. Còn hàng xóm mình nè, đó hàng xóm anh chị ha, đất đẹp lắm anh chị ơi. Ngày 24/7/2 mình, nếu mình tài chính mình thấp anh chị, mình có thể chọn mua ngang 8/7/2 là hơn 500 mét anh chị. Ngang 8/7/2 á thì giá là 2.600.000, còn nếu mà anh chị mua hết luôn á là giá 2.500.000. Sổ thì sổ sẵn hết, giấy tờ hợp lệ, sổ thì sổ lớn là sổ sẵn anh chị, nếu mà mua nhỏ thì phải cắt ra, giấy tờ hợp lệ mua bán chính chủ luôn. Phía trước đất nè anh chị xem nè, sạch sẽ cao ráo đó, trước đất thì cũng sạch sẽ cao ráo, xung quanh đất thì không có mộ luôn. Dạ rồi, bây giờ em sẽ đi từ đây nè, em chạy ra ngoài kia cho anh chị mình xem nha, dân cư tiện ích ra sao. Đường thì đường xe ô tô vô thoải mái luôn anh chị ơi, đường này rộng cả 4 mét á. Dạ bây giờ mình đi thôi anh chị ơi, cho anh chị mình xem đây đất nè, quá ưng ý luôn ha anh chị. Ngày 24/7/2 đẹp cân đối nữa, quy hoạch đất ở 100% luôn, làm nhà vườn là khỏi chê luôn anh chị ơi. Hướng đông nam nha anh chị, đất của mình thì hướng đông nam, sở sẵn giấy tờ hợp lệ mua bán chính chủ luôn, không có tranh chấp gì hết. Đường này đường nhà nước nha anh chị, có thể hiện đường đi rõ ràng hết. Cho anh chị xem nhà vườn của chú hàng xóm nè, em nhìn em thấy thích quá anh chị ơi, đã ghê. Đường này em thấy tối có đường đường luôn á anh chị, dân thì cũng tương đối đông ha, tiện ích xung quanh luôn. Xã Phú Nhuận thuộc thành phố Bến Tre. Dạ, đây là lộ bò dừa nha anh chị, hướng này là mình ra thẳng ra ngoài trại giam á chị, trại giam Phú Nhuận á. Còn đường mình đang đi là đường lộ bò dừa nha anh chị. Lộ nhựa nè, lộ cầu Nhà Việt, mình đi vào phải á, mình đi khoảng vài cây số á là có rất là nhiều homestay nghỉ dưỡng thôi chị, quá anh chân vườn nữa. Mình đi thẳng ra dòng xe Mỹ Hình An, cầu Bến Tre, Bến Tre 1 á anh chị. Còn hướng này ra quốc lộ 57C nè, tỉnh 887 anh chị. Ra ngoài đầu đường thì có ủy ban nè, có trường học nè, có chợ, chợ Phú Nhuận á. Đây là đường mẫu giáo nè. Mình từ đất mà ra khu lịch Lan Vương á chị là khoảng 700-800 mét à. Năm trăm mét là mình có chợ, trường học, ủy ban các cấp luôn. À, xin lỗi chị. À, trường học các cấp, ủy ban và chợ.
này trường học cấp 3 nè anh chị ơi. Kế bên trường học là ủy ban á, ban xã Phú Nhuận. Ngay chỗ xe hơi quẹo vô á là cổng chào Phú Nhuận nè. Đây là cổng chào nè. Còn có đường nhựa này quẹo trái á là mình tới được khu lịch Lan Vương, hướng về Sơn Phú dòng trơm Ba Ti anh chị. Ngồi phải này nè, bên đây là chợ Phú Nhuận, bên đây nè đó là chợ Phú Nhuận ngang. Hướng này là mình đi vào trung tâm của thành phố Bến Tre. Dạ em cũng xin dừng video tại đây nha anh chị. Chân thành cảm ơn anh chị đã xem đến cuối video. Chúc anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nha. Anh chị mình xem video nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh đó để nhận được những video mới nhất từ kênh Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ. Bye bye anh chị mình nha.